Hello, Bố đi vui lại xin thân ái chào các bạn. Hồi sáng mình đi qua Eisenach, bây giờ mình đang trên đường trở về. Đây là bắt đầu vào cảnh hoàng hôn. Mình muốn là các bạn thấy là hoàng hôn ở Đức nó như thế nào ha các bạn. Bây giờ là xe mình nó đang chạy về hướng Tây. Hồi sáng là mình đi qua Đông, bây giờ là mình đi về hướng Tây. Hôm nay chuyến đi của mình là mình quay được nhiều điều rất là thú vị để chia sẻ cùng các bạn. Thì mình nghĩ là những điều mình chia sẻ đó giúp cho các bạn là có được một cái nhìn nhận gì về đó, về người Việt ở Đức, công việc làm ăn như thế nào ha. Thì chúng ta thấy mặt trời đang bắt đầu lặn xuống, hiện tại là hơn 8 giờ đêm. 9 giờ mặt trời sẽ lặn hẳn luôn. Thầy những video mà mình quay hôm nay là hơn cả sự mong đợi của mình. Mình hy vọng là có một cái gì đó mới mẻ ở cái kênh của mình các bạn. Thì chúng ta đang ngắm cảnh hoàng hôn ở Đức. Phong cảnh làng quê ở Đức vào một buổi hoàng hôn cuối hè các bạn. Thì trời sẽ dần tối đi. Mình cứ quay tối dần luôn. Chúng ta thấy là ở mỗi làng ở Đức đều có cái nhà thờ ha. Chúng ta thấy cái chớp của nhà thờ đó. Người Đức là theo đạo Thiên Chúa. Ở bên Thiên Chúa là có Công giáo và Tin lành. Ở bên Đạo Phật thì có Tiểu thừa, Đại thừa. Thì mỗi cái làng đều có là có cái nhà thờ, đó là nơi mà người ta đi làm lễ vào chủ nhật. Rồi những cái lễ với nhà thờ, nơi để mà người ta có cái nơi sinh hoạt tâm linh. Còn chùa ở Việt Nam thì chắc là đợi mình về hưu mình mới có thời gian đi quay chùa ở Đức cho các bạn xem, chùa Việt Nam ở Đức. Thì hôm nay bây giờ là tối chủ nhật rồi, mọi người đã bắt đầu trở về nhà hết để chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu một tuần mới. Các bạn đang ngắm cảnh hoàng hôn trên nước Đức. Những cánh đồng đã thu hoạch
cánh đồng này mình nghĩ là người ta đã cày xới lại và người ta đã gieo hạt rồi đó. Hồi sáng mình đi còn thấy những cánh đồng còn trơ gốc rạ đó, người ta chưa cày, còn ở đây cày rồi. Phía xa đó là rừng đó các bạn, rừng bên này được bảo vệ rất là tốt đó các bạn. Rừng Amazon là năm nay bị tàn phá nặng nề luôn. Rừng Amazon người ta nói là lá phổi của trái đất đó, mà chính phủ Brazil đó không có những chính sách bảo vệ tốt. Thế giới viện trợ cho Brazil rất là nhiều để bảo vệ, nhưng mà rồi những vấn đề vì quyền lợi của các công ty á, người ta tiếp tục phá rừng, đau xót cho cả thế giới luôn á. Rừng ở Đức là có rừng tự nhiên và rừng trồng. Loại rừng nào cũng được bảo vệ nghiêm ngặt hết á. Một cái cây rừng này người ta bán lại tới 10.000 euro các bạn. Cho nên trồng rừng ở bên này người ta có thu nhập rất là tốt. Cho nên việc bảo vệ cũng rất là nghiêm ngặt. Những cây thông, các bạn thấy cái rừng thông ở phía sau, suốt phía sau là nó lưa thưa đó, là người ta đã bắt đầu thu hoạch đó. Những cây thông mà nó đủ cái độ tuổi thu hoạch rồi đó, các bạn nhìn thấy có những cây nó đã được cưa ngã rồi đó, thì người ta sẽ thu hoạch nó rồi đem về cưa xẻ gỗ. Ở Đức là người ta có những cái kỹ thuật rất là tiết kiệm được nguyên vật liệu, mình rất thích kỹ thuật đó, và tái chế cũng rất là tốt, tái chế rác thải, tái chế nguyên vật liệu rồi thu gom tái chế lại, bảo vệ, việc đó bảo vệ cho môi trường rất là tốt và cũng tiết kiệm được cái nguồn nhiên liệu cho những cái công ty ha, cho xã hội. Trời bắt đầu hoàng hôn các bạn. Thì nếu như mà mình không dạy con mình tiếng Việt á, thì những cái từ hoàng hôn, bình minh con mình sẽ không hiểu đâu các bạn. Ngày xưa khi mình dẫn con mình sáng sớm đi học á, thì khi mặt trời vừa bừng lên á, là mình dạy cháu luôn. Mình nói là người Việt mình gọi cái cảnh này là cái cảnh bình minh. Đó là những cái từ mà mình phải gắn liền với cái cụ thể cái quang cảnh lúc đó, thì sẽ in vào trí nhớ của cháu rất là tốt. Còn phong cảnh hiện tại là hoàng hôn. Thì mình hy vọng là cái sự chia sẻ của anh chị đẹp ở Asanak á sẽ giúp cho các bạn hình dung thêm được là cuộc sống mưu sinh của người Việt mình tại Đức ha. Chúng ta qua học nghề mà lương mà cầm tay mà 2.000 mấy, 3.000, 50-60 triệu á, là một mức lương là quá hậu hĩnh rồi. Thường các bạn học điều dưỡng là khi mới ra trường sẽ có mức lương này, hoặc là các bạn học công nghệ thông tin
cứ cầm chắc là 5-60 triệu cầm tay là chuyện bình thường đó các bạn. Chúng ta sắp đến cái đoạn đường đẹp hồi sáng mà cái đoạn video hồi sáng cuối cùng tới đoạn đường đẹp á, chúng ta sắp đến đó, mình vẫn thích đoạn đường đẹp đó, mình sẽ quay cho các bạn xem cái đoạn đường đẹp đó vào lúc buổi hoàng hôn, chúng ta xem có đẹp không. Ông chồng à, bị thương hả, đi cà nhắc hả. Con chồn hoặc là con cáo, con đó là con cáo đúng không? Ê, con ở bên này thú rừng vẫn còn rất nhiều các bạn đó, con mình vừa bảo là có một con, một chú cáo, một chú cồn mà nó bị thương, nó đi cà nhắc, mình quay phong cảnh mình không có nhìn thấy bởi mình ngồi ở phía sau. Còn 50 mét nữa chúng ta sẽ tới cái đoạn đường đẹp đó các bạn. Đây chúng ta bắt đầu vào cái đoạn đường đẹp đó nè. Đoạn đường đẹp quá phải không các bạn? Mình mà đi xe thì mình luôn luôn thích ngắm phong cảnh, cho nên là mình đi xe mình không có thấy nhàm chán. Đối với mình thiên nhiên là sự gần gũi, nhưng mà thiên nhiên mà nổi giận thì cũng kinh khủng các bạn. Mưa bão lũ lụt hạn hán, bạn thấy là ở Đức người ta rất ít ra đường ha, tại vì ở đây là những cái làng giống như thôn quê ở Việt Nam mình thôi, đường phố vắng vẻ ha, đường xá vắng vẻ. Nhưng mà bạn thấy ở thôn quê bên Đức là ha, giống như nông thôn mới Việt Nam mình đó, và nhà cửa lúc nào cũng đầy đủ tiện nghi y như là ở thành phố thôi, điện ga nước đầy đủ hết, không có nhà tranh ha, không có nhà tranh, tức là người ta xây nhà kiên cố không lâu rồi. Thì ở thôn quê là nhà riêng là nhiều ha, ở đâu cũng vậy, đất ở quê thì nó rẻ nên người ta xây nhà riêng được. Các bạn thấy nhà một cái nhà to đùng vậy chứ mà chừng một gia đình ở thôi, chừng 2-3 người thôi. Mặt trời bắt đầu dần khuất rồi các bạn.
Các bạn nhìn thấy xa xa là những cánh quạt gió phát điện đó. Thì đường giao thông ở Đức rất là tốt. Tất cả các làng đều có nhiều cái mối giao thông vào cái làng đó, thường ít nhất là cũng phải 2-3 mối giao thông. Thể kẹt cái mối giao thông này á thì người ta đi cái mối giao thông khác. Không ít có khi nào mà có cái làng nào độc đạo. Luôn luôn có giao thông liên kết rất là tốt, tức là hạ tầng cơ sở ở Đức á người ta xây dựng lâu rồi. Rất là tốt. Chính vì vậy mà kinh tế phát triển đồng đều từ thành thị cho tới thôn quê. Cho nên người dân là có công ăn việc làm hết, cho người ta không có di cư, không có nhập cư quá nhiều đông đúc vào một cái thành phố lớn. Rồi ngay như cả thành phố Berlin, ở thủ đô Berlin cũng chỉ có 3 triệu mấy, số dân là 3 triệu mấy thôi, là nhiều nhất nước Đức rồi đó. Dân số trải đều như vậy thì môi trường nó cũng đỡ bị là tổn hại, đỡ bị ta nói là nó bị quá tải. Ở những làng thế này là nước sạch dẫn tới tận từ nhà nha các bạn, mở nước vòi ra là uống thôi. Bởi vì mùa hè cho nên là hoàng hôn kéo dài các bạn. Đây là chợ Netto, mình cũng thích đi chợ này lắm nè. Chợ Netto giá cả không phải chăng. Đây là trại khai thác gỗ các bạn. Đây các bạn thấy gỗ chất đầy nè. Đó, người ta trồng rừng, người ta nhà máy khai thác chế biến ngay luôn. Bang này là bang Thuringen, là nổi tiếng là có rất là nhiều rừng. Người Đức nói là rừng Thuringen là nhắc tới là biết. Thì ngày xưa là khi mình qua thời Đông Đức là mình ở cái bang này các bạn. Thì khi mình qua mình ở là cái làng của mình ở là ở trên núi còn cao nữa. Mình qua giữa tháng 4 mà tuyết còn đổ á, lần đầu tiên thấy tuyết bọn mình nhào nhào ra. Ở Việt Nam hồi xưa chưa thấy tuyết, nhào ra chơi tuyết. Mà bây giờ thỉnh thoảng Sapa cũng có tuyết rồi, người Việt mình cũng thi nhau lên ngắm tuyết ở Sapa ha. Các bạn thấy là xe cộ ở Đức người ta đi rất đúng luật ha. Người ta không có, người ta phải chờ mình là đường ưu tiên chạy trước người ta mới ra. Chứ ở Việt Nam người ta có thể nhào ra trước mình, chặn đầu xe mình rồi đó. Chạy quá nhanh, chạy quá nhanh, nó mà để máy là tốn tiền lắm á. Nhanh có 1 phút mà tốn mấy chục bạc. Nhưng mà máy nó chụp rồi thì ráng chịu, không thanh minh gì được hết á.
Hoàng hôn kéo dài suốt 20 phút rồi các bạn. Mùa hè mà mặt trời sáng rất là lâu, rất là thích. Mà mình trong các mùa ở Đức thì mình thích nhất mùa xuân và mùa hè. Mùa thu thì nhiều màu sắc. Mùa đông thì lạnh lẽo tăm tối. Nhưng mà những bạn nào mà không ưa nóng nực á, không thích nóng nực á, thì cứ qua Đức mùa đông đi. Đối với các bạn là mát tới bến luôn á. Đây là sở cứu hỏa nè, các cái xe cứu hỏa nằm ở trong đó. Các làng đều có đội cứu hỏa nha các bạn. Làng mà chừng 4.000 dân là có đâu chừng 2.000 dân cũng đã có đội cứu hỏa rồi. Chúng ta đi là xuyên qua những làng quê cho nên đường đường xá nó rất là vắng vẻ, không có nhiều xe cộ. Mà các bạn thấy là trên đường chỉ có xe ô tô, xe hơi thôi, không có xe gắn máy ha. Như mình nói rồi, bên này phương tiện chủ yếu là xe hơi và xe ô tô, còn xe gắn máy là không, rất là ít. Chỉ có người ta đi những xe phân máy phân khối lớn là đi chơi thôi. Còn ở Việt Nam mình là xe gắn máy là phương tiện gắn liền với con người. Bây giờ đường xá Việt Nam cũng phát triển tốt rồi, xe hơi cũng phát triển nhiều lên rồi, nhưng mà xe gắn máy vẫn là tiện nhất. Tại vì mình tấp đâu cũng được, đậu đâu cũng được. Còn xe hơi ở những thành phố lớn kiếm chỗ đậu là mỏi mắt luôn. Bây giờ đi mua có một hộp trà sữa mà xách cái xe hơi mệt quá ha, xách xe gắn máy tấp vô được. Xe gắn máy nó rất là tiện. Nhưng mà bên Đức này không, cái môi trường bên Đức này nó không phải như vậy. Các cái tiệm, các cái trung tâm mua bán thì người ta có bãi đậu xe lớn, cho nên là người ta đi xe hơi tới. Mà đi xe gắn máy thì đi mùa đông rất là nguy hiểm, trơn. Xe gắn máy gặp mưa gió trơn, rất là nguy hiểm. Cho nên phương tiện của người dân là gắn liền với chiếc xe hơi, chiếc ô tô. Rồi chúng ta thấy là mặt trời nó đang tạm biệt.
các bạn thấy cái thùng, những cái thùng rác người ta kéo ra ngoài lề đường rồi đó, để ngày mai là rác đổ đó các bạn. Chạy ngang ta thấy những thùng rác này đấy, là cả ở làng quê đó rác vẫn được thu gom y như ở trên thành phố các bạn, cho nên là đường phố sạch sẽ là như thế, và người dân vẫn phải đóng tiền rác. Một năm là như mình đóng ở chỗ mình đó, là một năm là một căn hộ vậy đóng gần 100 euro cho tiền rác đó. Các bạn thấy cái xe đó là cái xe mà người ta nghỉ hè đó, người ta hay đi cái xe này, có chỗ ngủ trên đó luôn, có bếp trên đó luôn, người ta kéo nó đi khắp nơi, người ta thích nơi nào thì người ta đậu ở đó, gọi là caravan đó. Các bạn nhìn thấy trên xe người ta để chữ hobby, tức là sở thích đó. Thì có bếp, có giường, bàn ghế luôn. Rồi hoàng hôn đã xuống dần rồi, thôi bây giờ mình xin tạm biệt các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái cảnh hoàng hôn ở Đức với mình. Chúc các bạn là luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh, nhiều may mắn trong công ăn việc làm. Tạm biệt các bạn. Cheers, auf Wiedersehen.